Xin mình chào tất cả các anh em, các cô chú, các bác trên mọi miền tổ quốc. Hôm nay cửa hàng Tùng Nguyễn Audio có làm một video để dựng một đôi loa 6052 JBL. Đây là một mẫu full đơn bass 30. Mẫu này thì dựng lên và cho ra cả tiếng cực kỳ hay. Đối với dòng sản phẩm này thì cái lưới sắt của nó thì là màu đen các bác nhé. Và cái dòng củ bát của nó thì có cái mã là bát 30 từ 190 côn 76. Thì hôm nay em có làm một video để dựng cho một bác khách và để cho các bác tham khảo cái mẫu linh kiện của nhà em. Linh kiện bát này là linh kiện cực kỳ xịn do chính hãng công ty NG New Return đây cung cấp. Model của sản phẩm là 12WF336. Cùng với dòng sản phẩm này, nhà em có một loại đấy nữa là 12WF335. Hai con bát này các bác có thể là với cái hình thức khác nhau, mình có thể là chọn cho mình một đôi. Bát của nó 12 inch là bát 30. Xương của thằng NG, cái thằng xương trẻ đôi này là một cái loại dòng cao cấp các bác nhé. Bích lỗ kẹp tê của nó đều là thép trắng. Ví dụ như con 335 thì nó là màu đen, nhưng mà nó khác về cái hình thức của nó. Với cấu hình này, nhện màu vàng, côn 76. Dòng bát này là dòng bát xịn, các bác chơi loa dựng của nhà Tùng Nguyễn, nhưng mà được chơi cái dòng bát mà hàng xịn nhất của công ty Trung Quốc. Đấy các bác, các bác biết các cái dòng loa bình thường trên thị trường bây giờ là loa bình thường mà của China sản xuất thì tiếng nó rất là hay, mà các bác đang được sở hữu một đôi loa hàng xịn của công ty đấy. Màng của nó là màng màu xám lông chuột các bác nhé, được xếp ly luyện sóng với gân vải tẩm dầu là 3 gân. Đây là một cặp bát 30LG. Cấu hình ở bên trong thùng các bác nhé, đây là cấu hình bên trong thùng, thùng được chạy gen, bắn mút tiêu âm trứng các bác nhé. Và cấu hình cái tép của nó, tép của nó từ 120 côn 44. Tép của nó LG bình thường nó sẽ có một cái tem LG ở đây, nhưng nhà Tùng Nguyễn có một lô là không có tem. Đối với những bác nào đăng ký kênh và theo dõi những video của Tùng Nguyễn có thể là dán đủ các loại tem ở đây để cho các bác xem. Nhưng mà mẫu tép này là mẫu tép LG của nhà em Nhật nên em không muốn vẽ voi vẽ vượn vào làm gì. Quan trọng là chất âm. Đối với những các bác mà đã yêu thích Tùng Nguyễn mà dựng loa thì nó là quan trọng về chất âm. Đấy, thứ nhất là vỏ thùng của nó đẹp. Một đôi loa bày trong nhà có cái vỏ rất là đẹp và nội thất của nó rất là xịn. Cái cặp củ tép này của nó lắp nhôm hình bông hoa các bác nhé. Nắp nhôm mình bông hoa. Đối với những cái dòng sản phẩm như này thì bên cửa hàng Nguyễn đang dựng lên là một đôi loa full bass 30 cấu hình hàng chất lượng xịn sò mà được dựng trên cái thân thùng hàng đẹp. Ví dụ nhà Tùng Nguyễn có một loại thùng mà rẻ hơn một chút các bác nhé, rẻ hơn. Ví dụ như nhà Tùng Nguyễn có các cái dòng gen lục giác, nhưng mà cũng gen lục giác đấy, nhưng mà Tùng Nguyễn nhập ở hai chỗ nó khác nhau, thế nên là cái giá thành cũng khác nhau. Đấy, ví dụ như các bác dựng ở cái mẫu kia, ngoài cái mẫu này ra, nhà em chỉ làm một mẫu vỏ thùng đắt thôi, để cho các bác làm bảo là em dựng cho anh một mẫu vỏ thùng đắt thì Tùng Nguyễn sẽ dựng. Còn bình thường thì em cứ dựng các cái mẫu bình thường phổ thông thì nó giá nó sẽ mềm hơn. Ví dụ các cái vỏ thùng mà em đang cung cấp một đôi vỏ thùng như cái vỏ gỗ như này đây thì là 1.950.000. Các bác mua vỏ thùng nhà em thì cực kỳ yên tâm. Nhà em bán vỏ thùng thì từ cái bông rồi cái ốc thì các bác chả thiếu cái gì cả. Đấy. Và khi Tùng Nguyễn cung cấp vỏ thùng thì đếm từng con ốc đủ cho các bác về nắp. Các bác mua một đôi vỏ thùng các bác không phải đi vặn con ốc hay là mua cái gì ở đâu cả, rất là phức tạp. Cái vỏ thùng nó linh kiện nó nhiều lắm, đi sắp đôi vỏ thùng rất là phức tạp. Hay ví dụ như cặp vỏ thùng này mà khi các bác đang dựng lên thì có giá là 6.700.000, và cặp vỏ rẻ hơn thì các bác dựng 6.500.000.
Thì hôm nay Tùng Nguyễn có làm một video để cho các bác tham quan cái linh kiện nhà em. Mẫu linh kiện này nhà em thì bán cũng lâu phết rồi. Và khi các bác nhận cái đôi loa này về hát hò, bác nào cũng thích, rất là thích. Nội thất đẹp, vỏ loa đẹp. Mình chơi hàng Trung Quốc có thể là mười mấy triệu. Đối với loa dựng bây giờ nó đang thắng được hàng Trung Quốc thì các bác nhé. Quan trọng là dựng có hay hay không thôi. Quan trọng là người phối ghép có hay hay không thôi. Các bác thấy thị trường một năm nay loa Trung Quốc nhập rất ít. Mà loa xịn Trung Quốc toàn mười mấy đến hai mươi mấy triệu. Nó là vô kể các bạn. Âm thanh nó là vô kể. Đấy. Thì hôm nay với cái tầm giá như này thì các bác có thể là tham khảo cái đôi loa của Thủ Nguyễn mà cấu hình linh kiện như này. Củ bát gấu, củ tép, đánh bao lẩy luôn. Đấy, các bác có cảm thấy hợp lý, hài lòng thì có thể liên hệ trực tiếp đến cửa hàng Tùng Nguyễn để Tùng Nguyễn lên đơn và gửi hàng cho các bác qua đường bưu điện. Bác nào thích gửi xe thì chuyển khoản trước, bác nào gửi bưu điện thì cọc 500. Đấy là nguyên lý nói vuông ở trong video. Các bác đặt tiền ở đâu thì theo dõi và tham khảo kênh rồi đặt tiền, không tránh bị lừa. Thì bây giờ thị trường bây giờ thì có người này có người kia các bác. Đó, thì hôm nay Tùng Nguyễn xin chào tất cả các bác. Các bác có nhu cầu quan tâm đến đôi này thì hàng lờ dờ xịn như này thì các bác có thể là liên hệ cho em. Và em xin chào tạm biệt tất cả các bác nha.